Hello anh em, một tuần mới trôi qua nhanh thật anh em ạ. Và đúng là thời gian thì không bao giờ chờ đợi một ai cả. Và hôm nay thì em lại lên sóng cho anh em một chiếc xe cực kỳ hầm hố. Đó chính là chiếc Toyota Land Cruiser Prado sản xuất năm 2019. Xe đã lên form 2023 và đồ đăng kiểm vẫn còn nguyên anh em ạ. Và chiếc xe này của em thì chạy loại quanh hơn 5 vạn km thôi. Mang biển số Hà Nội, một chủ từ đầu. Và màu đen, nội thất màu cũng là đen luôn. Và sau đây thì em xin quay tổng thể phần xe cho quý vị xem được vẻ đẹp của chiếc Toyota Prado này. Chiếc Prado này thì được sử dụng bộ mâm 18 inch đa chấu, khá là hầm hố. Và chủ đã đăng lên bộ cho anh em bộ camera 360. Phần đuôi xe thì thiết kế rất là thể thao cũng như là sang trọng. Đây, phần cốp rất là rộng và chủ đã lên cho anh em bộ thảm 4D cực kỳ là sạch sẽ và để được khá là nhiều đồ. Đây, phần kính thì có thể lấy đồ và không cần phải mở cốp, khá là tiện lợi. Rồi em mời anh em đến với khoang nội thất của xe đi. Đây, nội thất thì ở màn hình phía sau thì có hai màn hình giải trí, điều hòa thì có điều hòa tự động ở phần phía sau. Và khoang hành khách thì khá là rộng rãi. Và thì ghế này với là chỉ là ghế cơ thôi. Còn đây là khoang phía lái của xe, trang bị khá là nhiều những option hiện đại. Đây là gương chỉnh điện, cảm biến áp suất lốp cũng như là camera 360, màn hình zin theo xe. Có 3 chế độ gài cầu anh em ạ. Đây là có cả hộp lạnh anh em nhé, để những chai nước mát thì khá là mát, lạnh khá là sâu. Sau đây thì em nên mở cái nắp capo ra cho anh chị xem được hệ thống máy móc của chiếc Prado này. Đây là khối động cơ 2.7 và sản sinh công suất lên tới hơn 200 mã lực. Và những vết là ốc ếch và keo chỉ của chiếc xe thì vẫn còn nguyên. Một chiếc xe nhập Nhật và bên em đang chào bán với giá khá là hợp lý, chỉ loanh quanh 1.950.000.000 và giá cả vẫn có thương lượng mạnh đối với anh em nào có thiện chí tới xem xe trực tiếp. Và chiếc xe này đang để chỉ bên em, đó chính là VHB Auto 19A Lê Văn Lương, Trung Hòa, cầu Giấy, Hà Nội. Em nào quan tâm đến chiếc Land Cruiser Prado này thì hãy để trực tiếp với em qua số tại bên dưới. Và mua xe bên em thì luôn luôn cam kết là xe không đụng tai nạn ngập nước và máy móc nguyên bản, anh em có thể yên tâm về chất lượng pháp lý. Ok, xin chào anh em nhé.